chăm sóc xe rồi. Còn cái phần quan trọng là chỗ này bắt đầu mình làm sao để mình gỡ được cái chạy nhiệt nhiều á nó dính vô trong dưa dữ vậy không có thay lọc đâu những dưa đang thui đi xe cho nó nhớt cái nhớt dưa xíu vậy thôi hả? Ồ. Vậy để nó thấm cái giấy thôi chứ không phải chọn. Nhớ mình xài nhớ Fuck Cycling 10W40. Hãng khuyến cáo xài Motorex hoặc một cái nhớt nào đấy với cấp nhớt là 10W50 để nó có một cái độ đặc thích hợp cho KTM dòng xe nóng chạy trong phố nhiều phá nhớt nhanh, nhưng mình sử dụng Phúc vì nó nhẹ tiền. Nếu mà 10W50 thì nó sẽ rơi vào khoảng chừng 350-400 ngàn một bình hoặc hơn. Cái phong cách của mình nó không có bố láo, không có quá phá xe, nên là 10W40 nó cho mình cái sự lanh lẹ, nhẹ nhàng. Mấy con này uống nhiều nhất ghê ha. Xe 1 ngàn nó còn 4 bình nữa chứ. Có nhiều người ta chạy xe mềm biết á, bơm đúng khí là chắc. KTM cũng là một trong số những hãng nó hơi tốn tiền bảo dưỡng một chút xíu. Có một số sản phẩm khi bảo dưỡng mà anh em lúc nào cũng phải cần thì mình sẽ để lần lượt lên trên màn hình. Đầu tiên chắc chắn xăng. Khi chơi mô tô rồi thì không ai mà lại chạy xăng 92 hết. Thì ai cũng sẽ chạy xăng 95 là thấp nhất. Là 95.3 hoặc là 95.4. Đó. Thì đơn giá của xăng 95 vào tháng 6 mình tham khảo trên trang của Petro thì đang là 20.000 một lít. Nhưng mà chắc chắn là cái giá này là giá ảo thôi, nó sẽ lên xuống. Thì mức độ tiêu hao nhiên liệu mình thường xuyên ghi nhận được khi mà chạy trong phố là 25 km trên 1 lít. Và dung tích bình xăng của mình là 11 lít. Thì có nghĩa là khi đổ đầy bình một tháng mình sẽ chạy mình lấy 25 nhân cho 11 thì nó sẽ là 275. Thì 275 chia ra cho 31 ngày là một ngày mình chạy cỡ chừng 8 cây là nhiều đó nha. Cho nên là nếu mà đổ đầy bình thì chi phí một tháng của mình cho tiền xăng là 250 ngàn, mức giá tham khảo. Cái thứ hai là lọc xăng. Thì ở đây mình đang nói đến cái lọc xăng lô xài được thôi. Thì một cái của nó sẽ rơi vào khoảng 250.000 một cái. Với cái mức độ sử dụng xe của mình thì một năm mình sẽ tốn cỡ chừng 2 cái. Thì 250 nhân cho 2 rồi chia cho 12 sẽ là cỡ chừng 40.000. Tiếp theo một thành phần rất quan trọng đó là nhớt. Ở đây vì đang nói đến bài toán kinh tế nên mình sử dụng nhớt Phúc Cycling. Hãng khuyến cáo là xài nhớt 10W50, nhưng mà mình xài nó thấp hơn. Thì nó được cái là máy nó không có quá nóng, nó cũng thoáng cái máy, cảm nhận rất rõ rệt. Nhưng mà đó, nó xào. Khi nào mà đi tour thì có thể là thay W50 thì có đó tính sau. Rồi, thì đơn giá 1 lít nhớt Phúc Cycling sẽ là 280 1 lít tùy shop bán nha. Một lần thay 2 bình. Và trung bình là một năm mình đi tour ít
không đi nhiều và cái đi nó cũng nhẹ nhàng, tình cảm không có gọi là bạo lực, nên là sẽ tốn cỡ chừng 4 bình. 280 nhân 4 chia cho 12 sẽ là tầm 90.000. Lọc nhớt sẽ có giá 90.000 một cái. Một lần thay nhớt là thay một lần lọc, có nghĩa là một năm sẽ tốn 2 lần thay. 90 x 2 chia 12 là cỡ chừng 15.000. Mình sử dụng lọc Pro Filter đó. Hồi sáng mình có thay cái lọc đó. Cái quan trọng tiếp theo đó chính là cái bố thắng. Bố thắng trước và bố thắng sau. Mình đang nói đến cái loại lô thôi nha, chứ không phải hàng xịn sò gì. Thì một bộ nó cũng rơi vào khoảng 350 cả trước và sau. Và thường thì anh em trên mô tô sẽ dùng thắng số nhiều hơn, thành ra là cho là một năm là một bộ thôi. 350 chia 12 thì một tháng tốn 300.000. Một tháng tốn 30.000 tiền bố. Rồi đến cái dưỡng sên, không tính cái cộng sên nha, cộng sên mua thì tính riêng đi. Còn tính cái chi phí dưỡng sên, mình xài dưỡng sên IX50 thì có giá dao động từ 250 đến 300.000 một chai. Tính mình hay kỹ hay rửa xe nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến sên, thì mình xịt sên nhiều, một năm tốn 2 chai thì coi như một tháng sẽ cỡ 50.000 tiền xịt sên. Mà xịt sên, dưỡng sên thì đi kèm với lại vệ sinh sên, nhưng mà đi tour về lúc nào cũng dơ hết. Khi mà vệ sinh chỉ cần nó sạch thôi chứ không cần quá cao siêu làm gì. Mình xài RB7. RB7 mà cái chai màu nâu á, cái chai tẩy dầu á thì 80.000 một chai. Một năm thì 2 chai. Tính ra là một tháng cỡ 15.000. Xe bình thường thì có thể xài đồ lô, xài sumo hay gì đó. Nhưng mà khi mà rửa mô tô thì mình cảm giác là muốn xài cái gì đó nó xịn hơn chút xíu. Sonat, một chai Sonat sẽ có giá cỡ 150 đến 160 tùy shop. Một năm sẽ tốn 3 chai. 450 chia cho 12 thì một tháng tới chừng 40.000. Thì sau khi cộng dồn hết những cái chi phí nhỏ lẻ đó, mình sẽ có được trung bình cộng một tháng thì sẽ rơi vào khoảng hơn 500.000. Bất ngờ chưa? 500.000 cho một chiếc xe phân khối lớn tầm trung 400cc là không hề cao, gọi là bài toán kinh tế đó. Và lý do chính là cái gì? Là mình không đi tour. Nếu anh em đi tour thì mình sẽ có thêm một mục khác cho anh em tham khảo. Nội tiền giáp, tiền nón thôi là thấy hết 10 triệu rồi. Rồi tiền đi tour, đây là đi tour gọi là đi tour cà phê, đi tour ăn sáng á, breakfast tour mình hay làm á, là hết tầm 400.000 tiền xăng và tiền cà phê nữa. Thì mỗi tour, chỉ tính cà phê thôi chưa tính ăn uống, thì mỗi tour cũng phải ít nhất 500. Ăn uống chơi bời nữa thì 1 triệu. Rồi đi tour lúc nào cũng cần đèn đúng không? Gặp mình là mắt hơi yếu, mình đổ đèn rất là nhiều, thì tiền đèn là thấy hết cỡ chừng 8 triệu rồi đó. Thiệt sự đó, tiền đèn hết 8 triệu. 2 cây tour tròn là mỗi cây 1.3 triệu, 2 cái tuần vuông là mỗi cây là 1.8 triệu. Rồi công đi đèn, bát biết các thứ lắp thêm vô nữa. Rồi còn chơi xe là bắt đầu đổ đồ lên xe đúng không? Đồ đổ trên xe, cùm côn, cùm thắng, đầu đèn, kiến gió, đuôi, ba ga, tay dắt, bô. Bô là cái tốn tiền hơi bị khấm luôn á. Rồi dây dầu, dây sơn, rồi ốc nữa, ốc titan, nói chung là rất là nhiều. Thì trên xe mình tiền đồ đó nó phải tầm 25 triệu, hơn đó 25 triệu, hơn gần 30 triệu, đối với mình là một con số rất là to luôn đó. Đó là chưa tính mấy cái lặt vặt khác đó nha.
và chưa tính đến một cái chi phí bảo dưỡng cao tại hãng, bảo dưỡng 15.000 cây, 30.000 cây, 50.000 cây thì tùy theo cái hạng mục mà nó sẽ có giá tiền khác nhau. Nhưng mà bạn phải nhớ là ở KTM nó bảo dưỡng theo giờ, theo giờ nên là cũng căng lắm. Mình tham khảo trên group thì anh em nói là nó sẽ tốn khoảng cỡ 6-7 triệu gì đó, tầm đó. Một người có công việc làm như mình á, mình không có đi tour quá nhiều nên mình đa số đi xe nhỏ thôi. 500 ngàn nó không là quá tốn kém để mà nuôi một chiếc xe, thậm chí nó còn ít hơn nhiều so với anh em đi Exciter sổ trái hoặc là Vario 62 các thứ.